đánh thức giấc mơ hồng đêm qua em đã mơ, người giờ này đã đến một nơi rất xa xăm, em còn đây. Hello, em xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của em Hà Ninh Hàng Nhật Bản Mỹ Đức. Video hôm nay thì em Hà lên cho các bác rất là nhiều các cái sản phẩm mới. Đặc biệt là sản phẩm mới hôm nay em muốn giới thiệu đến cho các bác là một cái loa Bluetooth đến từ thương hiệu JBL, JBL của Mỹ nhé. Cái dòng loa này thì nó là dòng loa cao cấp có chống âm, nghe âm nghe nhạc rất là hay luôn, rất là ấm nhé. Và nó là dòng Bluetooth như thế này thì các bác có thể mang đi chơi, mang đi theo mình rất là dễ dàng di chuyển. Các bác có thể mang đi picnic, mang đi đạp xe, nghe âm lượng rất là to và hay. Thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác ở trong cái video này. Và sản phẩm tiếp theo nữa em muốn giới thiệu đến cho các bác là hôm nay em về được cho các bác một số những cái mẫu giày da bò, hàng chuẩn xịn da bò của Ý nhé. Các bác nhìn cho em từng cái đường nét này, rất là đẹp luôn. Và nó đến từ thương hiệu LV và hàng sản xuất trực tiếp tại Made in Italy. Rất là đẹp nhá các bác nhá. Đấy, thì các bác nhớ đón xem hết video của em và các bác đừng quên cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh nhé. Em cảm ơn các bác rất là nhiều. Sản phẩm mới hôm nay em muốn giới thiệu đến cho các bác là một cái dòng loa nghe nhạc Bluetooth nhá, đến từ thương hiệu JBL. Con này thì nó là màu dằn di, rất là đẹp luôn, rất là bụi nhá. Và đặc biệt là cái dòng này thì nó có cái dòng chống âm này, nghe rất là ấm luôn, nghe tiếng rất là ấm, rất là êm nhá các bác nhá. Rất là hay luôn, thì em sẽ mở cho các bác nghe một đoạn nhạc. Và đặc biệt là nó thiết kế rất là lạ này, có cái giải đèn led ở đây cho các bác nhé. Các bác để ở trong phòng cũng rất là đẹp luôn, làm vật decor trang trí rất là ok. Và ngoài ra thì nó có cái cho các bác một cái nút điều chỉnh này, nút điều chỉnh ánh sáng này. Đấy, các bác có thể nháy này. Đấy, rất là đẹp nhá. Bấm, các bác bấm vào cái mặt trời sáng này là có thể điều chỉnh ánh sáng. Đấy, các bác bấm này. Đấy, có thể giải sáng như này hoặc là sáng chậm như này. Đấy, rất là đẹp luôn. Hoặc là chế độ sáng rung rung như này nhá. Đấy, chế độ ánh sáng đổi màu. Quá là chất lượng luôn này. Các bác nhìn này. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Và cái dòng này thì nghe rất là to, nghe rất là to luôn. Và nó có tất cả các cái đầu cơ bản để cho các bác có thể nghe này. Và một cái chân sạc nhá, một cái chân sạc Type-C này. Và một cái đầu cắm USB và một cái thẻ nhớ và một cái đầu jack. Các bác có thể cắm tai nghe ở đây các bác nghe, hoặc các bác kết nối với loa đài TV ở nhà đấy để các bác nghe nhá. Có cái đầu jack ở đây này, rất là xịn sò cho các bác luôn. Và khi mà các bác sạc đầy thì cái dung lượng pin của nó là các bác có thể nghe trong khoảng 5 giờ đồng hồ nhé. Và kích thước của cái loa này thì chiều dài của nó là 15 và chiều rộng của nó là 10. Thì em sẽ đi cho các bác nghe thử một cái đoạn nhạc chi tiết nhé các bác nhé. Các bác có thể điều chỉnh to nhỏ ở đây này. Khi mà điều chỉnh to thì các bác nhấn giữ cho em, điều chỉnh nhỏ các bác nhấn dấu trừ, nhấn giữ dấu trừ nhé để điều chỉnh nhỏ. Còn khi mà các bác muốn chuyển bài hát tiếp theo thì các bác ấn dấu cộng này, chuyển bài hát về phía sau các bác ấn dấu trừ, rất là xịn sò luôn. Đấy, các bác có thể treo hoặc làm vật decor ở trong phòng nghe rất là hay luôn. Thì em sẽ mở cho các bác nghe thử cho các bác một cái đoạn nhạc nhé các bác nhé. Đây, em sẽ kết nối với điện thoại và cho các bác nghe thử một đoạn nhạc rất là hay luôn này. Khi đâu anh như giấc mơ ngày qua, lòng em luôn không thật nhau có người thôi, anh biết chăng chìm đắm không gian lòng đi hoan thì sao buồn ta. Giới thiệu cho các bác ngay và luôn đó là những cái mảng đôi giày da mà hôm nay em vừa mới về được. Hôm nay thì em về được cho các bác hai màu giày da, đó là màu nâu đậm và màu đen, hai cái tông màu rất là chủ đạo trong cái dòng giày da nam các bác nhé.
và hàng trực tiếp sản xuất tại Made in Italy và đến từ thương hiệu LV. Cái giày da này thì nó là hàng thanh lý các bác nhé, hàng thanh lý, hàng trưng bày. Nhưng mà giá trị của nó thì rất là rẻ, nhưng mà các bác đi lên đôi chân thì không khác gì hàng mới, hàng xách tay nhé. Các bác nhé, rất là đẹp luôn. Thì em sẽ đi vào chi tiết cho các bác này. Đây, đầu tiên thì em xin giới thiệu cho các bác một cái đôi giày da màu nâu đậm, hay còn gọi là màu cà phê các bác nhé, màu cà phê đậm. Rất là đẹp luôn, đến từ thương hiệu LV này, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng mà hầu như các bác nam nào cũng biết. Nó thiết kế về giày da, ví da rất là xịn sò cho các bác luôn. Và cái kiểu dáng nhá, các bác để ý cho em, kiểu dáng đơn giản nhưng mà rất là sang trọng quý phái luôn các bác. Đây, em sẽ bóc ra cho các bác xem nhé. Và cái hàng này thì nó được sản xuất trực tiếp tại Made in Italy, Louis Vuitton hàng của Made in Italy các bác nhé. Nói chung là các bác không cần đi tất, các bác đi chân không thôi nó cũng rất là êm các bác. Đây này, sò tay vào đây nó cứ nhẵn nhị nhị, rất là sướng nhá, rất là sướng. Và cái dòng da này các bác để ý cho em, cái chất da của nó rất là xịn sò luôn, rất là xịn, rất là đẹp luôn các bác nhá. Và cái kiểu giày da như thế này đấy các bác ơi, đi những cái đôi giày này các bác đi vào những cái dịp quan trọng như là sắp tới là dịp Noel này, hay là Tết Nguyên Đán này, hay là công việc cưới xin của các bác rất là nhiều, nhưng các bác đi những cái đôi giày này thì nó sang trọng, rất là bạn, rất là manly cho các bác luôn nhá. Và các bác nhìn cho em cái kiểu dáng đế của nó này, đế rất là đẹp luôn đấy, rất là ok. Và hàng hoàn toàn là khâu đế cho các bác nhá. Đây các bác để ý cho em, khâu đế từ trên lên luôn, từ dưới lên luôn, rất là cẩn thận. Và cái dòng đế này thì nó là dòng đế cao su ma sát cho các bác nhá, êm luôn, dẻo dai cho các bác luôn. Cái dòng này thì các bác mà chê cứng nữa thì em không có cái dòng nào mà mềm hơn luôn, em nói thật cho các bác như thế. Chất da này, các bác nhìn cho em cái dòng da nhé, em quay cận cảnh cho các bác như này là các bác có thể nhìn thấy được luôn đúng không ạ? Da rất là đẹp luôn, các bác nhìn cho em từng cái đường chỉ may của nó rất là sắc nét nhá. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Rất là đẹp luôn. Con này đang là size 42 này, thương hiệu LV, dập mã ở trên đây luôn nhá, thương hiệu LV luôn này, rất là đẹp. Và các bác nhìn cho em cái bảng da của nó rất là dày, rất là dày. Những cái dòng này thì các bác đi rất là tiện, các bác chỉ cần đứng lên các bác xỏ chân vào giày là xong. Thiết kế rất là đơn giản, các bác không cần phải buộc dây, rất là xịn sò nhá. Mẫu mã các bác nhìn thấy không, quá là tuyệt vời, quá là đẹp luôn. Màu này là màu nâu đậm, nâu cà phê, các bác mặc với trang phục nào nó rất là đẹp nhá, màu rất là tây. Đấy, đến từ thương hiệu LV, đến từ thương hiệu LV này. Đấy, hàng trực tiếp sản xuất tại Made in Italy. Và cái lót của nó rất là êm nhá, khi mà nhận hàng các bác không cần đi tất cho em, các bác xỏ chân trực tiếp vào đây để các bác cảm nhận cái độ mềm, độ êm của da cho em. Đấy, không êm các bác hoàn lại cho em. Đấy, rất là xịn sò cho các bác luôn, quá là thoải mái cho các bác nhá. Đây, em sẽ giơ cận cảnh cho các bác một cái đôi giày da như thế này, hàng chuẩn xịn Made in Italy. Đấy, hôm nay em về được cái dòng giày da này thì quá là ưng ưng quá trời luôn các bác ạ. Rất là đẹp. Và các bác nào mà không sở hữu được ngay một cái đôi giày này thì quả thật là rất là đáng tiếc. Và các bác không mua ở đâu với cái giá rẻ hơn như thế các bác nhé. Rất là đẹp luôn, chất lượng da thì quá là ok. Nhưng mà các bác mua ở cái hàng, hay là các bác mua ở cửa hàng, hay là các bác mua ở trên trang web của nó thì khoảng 1,8 triệu các bác nhá, 1,8 triệu đến 1,9 triệu, rất là xịn luôn. Các bác nhận hàng là các bác biết là nó ngon như nào đấy. Các bác nhận hàng, các bác cầm trên tay là các bác biết nhá, khi mà nhận hàng các bác đi chân không vào, các bác cảm nhận cho em cái lớp da, cái lớp lót ở bên trong nó quá là mềm luôn các bác ạ, rất là đẹp luôn. Đấy, cái dòng này thì các bác mua để đi hoặc các bác mua làm quà tặng nhá. Đấy, các bác nào mà ví dụ các bác vợ các bác mua tặng chồng này, hay các bác mua tặng cho bố này, đấy, nhân cái dịp sinh nhật hay là dịp cuối năm gì đấy, quá là chất lượng luôn. Và số lượng em về không có nhiều các bác ạ, mỗi size chắc chỉ còn 2 đôi, mỗi size chắc chỉ có 2 đôi thôi. Nên là khi mà gửi về nhá, khi gửi từ Nhật về thì nó sẽ đóng gói rất là cẩn thận như này các bác này. Đấy, khi gửi từ Nhật thì đóng gói rất là cẩn thận như này, thì em sẽ phải bóc siêu ra và em phân size. Đấy, rất là xịn sò cho các bác luôn nhá, hàng quá là đỉnh cao đấy. Các bác nhìn cho em một cái mã đôi giày da như này, những cái mã giày da như này thì nó không kém độ tuổi nhá. Các bác nào mà từ 25 đến khoảng 50-60 đều đi được hết, rất là đẹp luôn, đơn giản nhưng mà sang trọng các bác nhá. Thì cái mã giày này các bác lên giúp em là mã giày lười 1 đi, không các bác lên giúp em là mã L1 đi, cho nó ngắn gọn cho nó nhanh các bác nhá, rất là đẹp luôn. Em quay cận cảnh cái chất da cho các bác xem này. Đấy, con này các bác lên giúp em là mã L1 nhá. Con này thì em gửi tới cho bác giá thanh lý, giá sale kịch sàn luôn là còn 620k một đôi, em bao ship cho các bác.
Và cái mẫu giày này thì em đang có size số từ size 39 hay sao nhỉ? Em có size từ 39 đến size 43 các bác ạ, từ size 39 đến size 43 các bác nhá. Rất là đẹp, rất là mềm luôn. Nói chung là cái dòng da này các bác nhìn cho em. Chất da em quay cận cảnh như thế này thì các bác không thể nào mà không phân biệt được da xịn hay da đẻo rồi. Các bác nhìn thấy chưa? Rất là đẹp luôn, da bò sần, da bò hạt thường hoi. Em bảo hành cho các bác luôn nhá. Con này các bác lên giúp em là mã L1 màu nâu. Màu nâu đậm, L1 nó là màu nâu các bác nhá. Màu nâu, em gửi tới cho các bác 620k một đôi và em hoàn toàn bao phí ship cho các bác. Những cái dòng giày này các bác mua ở ngoài shop hay ngoài trên web của nó thì khoảng 1.8 triệu đến 1.9 triệu các bác nhé, 1.8 triệu đến 1.9 triệu. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho các bác một cái dòng màu khác, đó là màu đen các bác nhé, màu đen này. Cái tông màu, nói chung là hai cái tông màu này thì màu nào cũng đẹp đấy, màu nào cũng đẹp và hàng hoàn toàn sản xuất trực tiếp tại đến từ Made in Italy và nó là cái hàng của LV đấy, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng về thời trang các bác nhé. Khâu đế cho các bác hoàn toàn luôn các bác này, khâu từ dưới lên trên nên là các bác không bao giờ lo bung đế nhá, không phải là cái dòng dính keo hay gì đâu, đây là một cái hoàn toàn là khâu đế, khâu tay luôn ấy các bạn, khâu tay ấy, chứ không phải là khâu máy đâu. Và kia kiểu dáng của nó này rất là thể thao, rất là xịn sò, rất là nhẹ nhàng cho các bác luôn nhá. Đây hàng nguyên siêu về em quay luôn, còn chưa cả bóc ra để quay cho các bác thì bây giờ sẽ bóc ra nhá. Con này là size 40 này, đây ký hiệu LV này, size 40 và con này thì hoàn toàn cũng sản xuất trực tiếp tại Made in Italy nhá các bác nhá. Chất da của Ý thì quá là đẳng cấp rồi các bạn, đây hàng Louis Vuitton Made in Italy, quá là xịn sò cho các bác nhá. Đây thương hiệu trên giày luôn, các bác nhìn thấy chưa? Đấy một cái dòng giày này các bác mặc cho em cái quần Âu này, quần Âu các bác khoác cho em một cái vest, một cái áo khoác này, đấy rất là ấm cho cái mùa đông này, vừa đẹp vừa ấm nhá các bác nhá. Các bác xỏ tay cho em bên trong để cảm nhận này, nó rất là mềm, rất là trơn tru luôn. Đây các bác lớp da cho em này, lớp da rất là dày nhá. Và cái hàng này thì các bác mua ở cửa hàng hay là các bác mua ở trên web của nó rất là đắt các bác ạ, rất là đắt luôn. Đây các bác nhìn cho em. Đấy khi mà nhận hàng các bác cứ bỏ hết tất ra, các bác xỏ chân vào đây các bác cảm nhận cho em, không mềm các bác hoàn lại cho em nhá. Rất là đẹp luôn này. Đấy hàng của bên em thì các bác được nhận hàng kiểm tra hàng. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Đấy những cái đôi giày này các bác đi vào cái dịp Noel này, sắp tới là Noel hay là Tết Nguyên Đán ấy. Đấy các bác mua sớm, các bác sử dụng sớm, gần Tết mua giá rất là cao luôn các bác ạ, giá rất là cao và chất lượng nó không có những cái đôi đẹp như này đâu nhá các bác nhá. Vận chuyển thì bây giờ thì nó cũng nhanh hơn, gần Tết thì nó rất là chậm chạp các bác, nên là các bác tranh thủ mua nhá. Kiểu dáng đế này, đấy các bác nhìn thấy chưa, khâu trực tiếp luôn, khâu trực tiếp lên trên đây luôn này các bác này, rất là cẩn thận từng cái đường kim mũi chỉ nhá. Và khâu tay cho các bác luôn, em sẽ rơi cận cảnh cho các bác một cái đôi giày để các bác dễ ngắm nhìn nhá. Hàng sản xuất trực tiếp tại Made in, đôi nào cũng thế luôn, 10 đôi thì giống hệt nhau như này các bác nhá. Chất lượng thì khỏi bàn cãi rồi, quá là đẹp, 10 điểm luôn các bạn, 100 điểm nếu mà có thang điểm 100 thì em cũng sẽ cho đôi giày này 100. Rất là đẹp luôn các bác nhé. Đấy cái màu đen này thì cực kỳ là dễ đi. Các bác nào mà ví dụ như thời trang nam hay là các bác mua những cái đôi giày này, các bác biết rồi, các bác mua ở ngoài cửa hàng giày Việt Nam thôi, nó cũng khoảng là đắt là rẻ, nó cũng phải 980.000 hay là 1 triệu rồi các bác nhé. Không có cái giá mà dưới 700 như này đâu các bạn, rất là xịn sò cho các bác luôn. Đấy quá là đẹp. Đây các bác có thể chụp màn hình, các bác ngắm nhìn cho em cái đôi giày này nhá, rất là chất lượng luôn. Con này thì nó là màu đen, các bác lên giúp em là mã L2 nhá. Màu đen này các bác lên giúp em là mã L2, quá là chất lượng, quá là đỉnh cao luôn các bác. L2 con này nó là màu đen nhá, màu đen em gửi tới các bác giá cũng là 620k và em hoàn toàn bao phí ship cho các bác. Các bác nhận hàng, các bác kiểm tra hàng. Đây chất da em dơ gần cho các bác xem này. Đấy chất da là chất da sần nhá, da rất là mềm, rất là đẹp luôn các bác, quá là tuyệt vời luôn ấy, ưng quá trời là ưng luôn, rất là đẹp nhá các bác nhá. Đấy thì hai cái mã đôi giày này em vừa lên cho các bác ưng mã nào các bác nhanh tay chốt đơn để còn size số của các bác nhá, có size từ 39 đến size 43 các bác nhá, size từ 39 đến size 43. Rất là mềm luôn các bác ơi, 10 điểm các bác nhé.
Vâng, đầu video hôm nay thì em lên giới thiệu cho các bác là những cái mã mũ nồi nhá, mũ barret, hàng chuẩn xịn da bò, rất là xịn luôn. Đây em giơ cận cảnh cho các bác xem, màu này nó là màu nâu đậm nhá các bác nhá, màu nâu đỏ. Các bác nhìn cho em này, chất da của nó là chất da sần nhá, chất da sần các bác nhá, chất da sần rất là đẹp luôn này. Đấy, kiểu cách là có một cái đường chỉ, đường trần ở giữa và bên trong nhá, bên trong sẽ là lót nỉ này các này. Đấy, bên trong sẽ là lớp lót nỉ lông nắng nhá các bác nhá. Đấy, nó lớp lót nỉ đấy thì cho các bác đội vào cái mùa đông thì rất là ấm luôn, rất là ấm các bạn. Và cái này thì nó thiết kế theo kiểu là cúc bấm này, các bác có thể là ví dụ đầu các bác nhỏ thì các bác có thể nới vào, thiết vào cái dây này vào, hoặc là đầu bác nào bự thì các bác có thể nới ra, rất là xịn sò luôn nhá các bác nhá. Đằng sau đây, nói chung là các bác đội cái mũ này các bác kết hợp với cái quần áo nào nó cũng hợp cả. Đây là màu nâu đậm nhá, màu nâu đậm rất là đẹp luôn. Thì các bác lên giúp em mã màu nâu đậm này là mã số 2, mã mũ số 2 nhá, mã mũ nồi số 2. Tiếp theo hôm nay em về được cho các bác là bộ mũ nồi màu đen này các bác này, mũ nồi màu đen rất là đẹp nhá. Từng cái đường chỉ dù cho các bác cũng rất là cẩn thận, và da bò của nó là da bò sần, da bò hạt các bác nhá, rất là xịn sò luôn. Đấy, cái lưỡi mũ thì nó thiết kế thêm cho các bác một cái lưỡi chai như này, cảm giác như là các bác đội hai mũ luôn ấy, rất là đẹp và cứng cáp nhá. Các bác có thể bóp cong này, bóp cong cái vành này vào tùy thuộc vào cái độ khuôn mặt của các bác, rất là đẹp luôn. Các bác nhìn cho em nhé, một cái mã mũ nồi hàng chuẩn xịn luôn, rất là đẹp, da bò chuẩn 100% luôn. Đấy thì các bác đội mùa đông của nó rất là ấm áp nhé, rất là ấm áp. Hai mã cho các bác thì mã này sẽ là mã số 3, mũ màu đen nhé các bác nhé. Thì em gửi tới các bác giá là 350.000 một mũ các bác nhé, 350.000 một mũ, một cái hàng mũ cao cấp gửi tới các bác này. Mã số 2 là màu nâu đậm và mã số 3 là màu đen. Thì các bác nhớ giúp em nhé, nhớ mã giúp em, và em gửi tới các bác là 350.000 một mũ và hoàn toàn miễn phí ship các bác nhé, chỉ có 350.000 một mũ thôi. Và da của nó rất là dày dặn và bên trong còn có một lớp lót nỉ này. Đấy các bác này, rất là ấm áp luôn, rất là ấm áp cho các bác. Đấy, mũ da thì các bác đội quanh năm ngày tháng đều được hết nhé. Và cái mũ dáng mũ barret này thì nó rất là thông dụng. Đấy, thì các bác lên giúp em là mã số 2 và mã số 3 nhé. Em gửi tới các bác là 350.000 một mũ các bác nhé, 350.000 một mũ và số lượng không có nhiều. Đấy, hôm trước em lên cái mã mũ nồi thì các bác đã mua hết và còn cháy hàng cơ. Đấy thì các bác lên giúp em là mã mũ số 2 và mã mũ số 3 này. Em gửi tới các bác giá là 350.000 nhé. Các bác nhanh tay alo cho em để được đặt hàng nhé các bác nhé. Đầu tiên thì em xin giới thiệu cho các bác một cái con kính có chất gọng là gọng titan nhá các bác nhá. Màu của nó sẽ là màu hơi xám xám, cái màu titan tự nhiên, rất là đẹp luôn, đến từ thương hiệu Nikon này. Con này mắt của nó sẽ là mắt không độ các bác nhá, mắt không độ. Các bác có thể mua về làm kính chắn bụi này, kính bảo hộ bình thường. Những cái bác nào mà ví dụ không cận không viễn thì các bác có thể đeo để làm thời trang, làm kính chắn bụi, kính bảo hộ để các bác đi đường muỗi mát các thứ này. Đấy, các bác đi đêm rất là tốt. Hoặc là các bác có thể dùng cái gọng titan này để các bác có thể dùng là để thay mắt cận mắt viễn này, rất là đẹp luôn nhá. Gọng của nó là gọng bao viền cho các bác là một cái lớp một cái chất gọng titan một cầu này. Đấy, rất là đẹp luôn. Và con này được sản xuất trực tiếp tại Nhật nhá các bác nhá, hàng made in Japan. Đây em sẽ cho các bác xem, em sẽ zoom gần lên cho các bác nhé. Hàng của Made in Japan, con này là hàng của Made in Japan. Gọng, chất gọng của nó là hoàn toàn là của titan hết nhé, siêu nhẹ luôn. Cái dòng gọng titan thì các bác biết rồi, rất là nhẹ và rất là thanh mảnh này. Nói chung là cái gọng này thì các bác đeo lên rất là ok, rất là sướng nhé. Con này thì em sẽ đo chiều ngang cho các bác nhé. Con này chiều ngang của nó này, chiều ngang của nó là 13 nhé, 13.8 các bác nhé. Đấy, con này chiều ngang của nó là 13.8, phù hợp với các bác nào mà mặt vừa và nhỏ, rất là ok luôn. Con này thì em xin gửi tới cho các bác lên giúp em nhé. Con này các bác lên giúp em là mã VIP nhé. Mã VIP đi, các bác lên giúp em là mã VIP này, 968 đi. Các bác lên giúp em là mã VIP 968 nhé. Em gửi tới các bác giá là 500k, hôm nay em sẽ sale giảm giá xuống cho các bác là còn 500k một cái chất gọng titan của Nhật nhé, rất là xịn sò luôn. Mã tiếp theo thì em lên cho các bác là một cái dòng kính cơn đi,
dòng kính cơn. Hôm nay thì em về được cái dòng kính cơn cơn cổ này đấy các bác này, dòng kính cơn AO mái chèo được về được cho các bác là một cái mắt là màu mắt xanh rau muống nhá, màu xanh rau muống này, rất là đẹp luôn các bác nhá. Con này thì được sản xuất trực tiếp tại Mỹ, USA, American USA đấy các bác nhá, rất là đẹp luôn. Con này thì trên cái đệm mũi của nó cũng có ký hiệu AO luôn nhá, ký hiệu AO dòng kính cổ. Con này dòng kính cổ và tròng của nó sẽ là tròng thủy tinh các bác nhé, tròng của nó sẽ là tròng thủy tinh, gọng là gọng mái chèo này, rất là đẹp luôn. Bọc xi vàng cho các bác rất là đẹp nhá, trên đây là AO đấy. Con này thì là hàng cơn cơn của Mỹ. Con này thì có chiều ngang nhé, em sẽ đo chiều ngang cho các bác này. Con này chiều ngang của nó là 14 nhá. Con này chiều ngang của nó là 14 này các bác này, bên trong ấy, biểu bì bên trong là 14. Đấy các bác nào thích cái khuôn cái kính cơn này thì các bác có thể là lên mã giúp em là mã VIP 967 nhá các bác nhá. Các bác lên mã giúp em là VIP 967. Con này các bác lên giúp em là mã VIP này 967 các bác nhá. Con này em gửi tới các bác giá là 300k em bao ship cho các bác luôn. Rất là đẹp luôn nhá các bác nhá. Hôm nay em về được cho các bác là một cái mắt kính màu xanh rau muống, tròng là tròng thủy tinh nhá. Ngoài ra thì hôm nay em về được cho các bác là cũng là cái dòng kính cơn, nhưng mà mắt của nó sẽ là mắt trà. Dòng kính cơn mắt trà này thì các bác có thể đi ban đêm được. Cái dòng mắt trà thì nó là dòng kích ánh sáng các bác nhé. Dòng kích ánh sáng khi mà đèn chiếu vào ấy thì nó sẽ là kích ánh sáng lên, các bác nhìn rất là rõ. Đấy các bác nào mà thích cái dòng cơn cơn này thì các bác có thể lên cho em. Đấy rất là đẹp luôn nhá. Và hàng trực tiếp sản xuất tại Made in USA này, American Official USA. Rất là đẹp luôn các bác nhé. Bên ngoài bọc xi vàng cho các bác này, tròng kính có ký hiệu AO nhé, tròng kính có ký hiệu AO, rất là đẹp luôn. Mắt là mắt thủy tinh, rất là ok nhé. Con này thì cũng có chiều ngang là 14 các bác nhé, chiều ngang là 14. Rồi con này các bác lên giúp em là mã VIP 968 này, 967 này, các bác lên giúp em là 970 nhé, các bác lên giúp em là mã VIP 970. Đấy, con này em cũng gửi tới các bác giá là 300k em bao ship các bác nhé, 300k em bao ship cho các bác luôn. Rất là đẹp luôn. Đấy, các bác nào mà thích cái kiểu dáng kính cơn này thì các bạn lên mã cho em. Tiếp theo em lên cho các bác là một cái dòng kính Solex nhé. Dòng kính Solex này, Solex này thì nó là dòng kính cổ của Pháp. Gọng của nó sẽ là gọng kiểu dáng gọng đòn gánh như thế này. Mắt của nó sẽ là mắt thủy tinh, tròng thủy tinh, mắt màu trà nhé. Màu trà các bác có thể là đi ban đêm đều được hết các bác. Cái dòng mắt trà này thì nó là dòng kích ánh sáng, các bác nhìn qua cái mắt kính thì nó rất là dịu nhá, rất là dịu luôn này. Đấy các bác nhìn này, đấy rất là dịu luôn. Mắt của nó sẽ là mắt trứng, mắt hình dáng kiểu trứng. Con này thì được sản xuất trực tiếp tại Pháp nhá, Made in France này. Đấy các bác nhá. Và con này thì mạ vàng cho các bác là 14k, mạ vàng 14k 1/25 này. Đấy rất là ok luôn nhá. Con này thì các bác lên giúp em là mã VIP 971 nhá các bác nhá. 971, con này thì em sẽ đo chiều ngang cho các bác đã nhé. Mã VIP 971 các bác nhá. Con này thì chiều ngang của nó sẽ là 14.5 các bác nhá. Con Solex này thì sẽ là 14.5. Thì các bác lên giúp em là mã VIP 971 này. VIP 971 các bác nhá, 971. Con này em gửi tới các bác giá là 650k các bác nhá. Con Solex của Pháp, tròng của nó sẽ là tròng thủy tinh và mạ vàng cho các bác là mạ vàng 14k nhá, rất là đẹp luôn. Hôm nay em về được cho các bác rất là nhiều các cái mã kính mới này, đặc biệt là hôm nay em về được một cái lô kính bãi nhá, đến từ thương hiệu Solex các bác nhá. Một cái lô kính bãi đến từ thương hiệu Solex này. Con này thì nó là hàng thanh lý, em sẽ giới thiệu cho các bác nhá. Đây, đấy. Rất là đẹp luôn. Hộp của nó sẽ là hộp bọc da như thế này, khăn lau của Solex nhá, khăn lau đến từ thương hiệu Solex luôn. Rất là đẹp luôn các bạn. Cái dòng này thì các bác chơi nó rất là sướng luôn. Đấy thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác này. Con này thì kiểu dáng của nó sẽ là gọng vành các bác nhé, kiểu dáng của nó sẽ là gọng vành này. Đấy, bao bọc cho các bác một cái lớp titan mạ vàng 18k bên ngoài. Đấy, mắt của nó sẽ là mắt không độ nhá, dòng mắt không độ. Những cái mắt này thì các bác nào mà ví dụ không bị vấn đề về thị giác thì các bác có thể dùng làm kính bảo hộ này, kính đi chống muỗi, kính chống bụi. Hoặc bác nào có bị thị lực như cận, bị viễn, bị não thì các bác về các bác thay mắt cho em nhá, thay mắt thành cái dòng mắt cận này, hoặc là các bác có thể thay dòng mắt dâm hoặc là mắt đổi màu. Đấy, mắt lão đổi màu hay là mắt cận đổi màu, rất là ok. Về cái chất gọng này thì em sẽ đi chi tiết cho các bác nhá. Nói chung cái gọng này thì các bác không thể chê được luôn.
Và con này thì chất giọng của nó sẽ là hoàn toàn bằng titanium các bác nhé. Đây em sẽ dơ xa cho các bác nhìn này. Chất giọng của nó sẽ hoàn toàn bằng titanium Rolex này, mã 16036. Đấy, rất là ok nhé. Và chiều ngang của con này sẽ là 140 các bác nhé, 140. Và con này thì được hoàn toàn sản xuất tại Thụy Sĩ nhé. Made in Swiss này, Made in Swiss là Thụy Sĩ. Và được bọc vàng cho các bác 18k. Đấy, đến từ thương hiệu Rolex Made in Thụy Sĩ. Con này nếu mà các bác mua đập hộp hay là các bác mua mới ở bên kia, đấu giá bên kia thì khoảng 4,5 đến 4,8 triệu các bác nhé. 4,5 đến 4,8 triệu. Hoặc các bác có thể cầm cái máy kính này ra, các bác mua ở ngoài cửa hàng kính ở Việt Nam thôi, nó cũng khoảng là tầm trên dưới tầm 4-5 triệu đấy các bác nhé. Và cái hàng này thì nó là hàng trưng bày, hàng thanh lý, hàng gọi như là hàng siêu lớp 99% rồi các bác nhé. Thì em gửi tới cho các bác giá rất là ưu đãi luôn. Đấy, các bác nào mà không bị vấn đề về mắt thì các bác có thể dùng cái gọng này để các bác đeo làm kính không độ đấy, rất là ok nhá. Và mạ vàng cho các bác 18k. Đấy, các bác này, cái dòng này các bác thay những cái dòng kính lão, kính viễn thì nói chung là quá là tuyệt vời rồi. Và cái chất gọng của nó, bọc của nó sẽ là bọc bọc một cái bọc đen ở đây và đến từ thương hiệu Rolex nhá. Rolex ở đây này, các bác này. Đấy. Có một bên là ký hiệu Rolex, một bên thôi các bác nhá. Một bên là cái Rolex này. Đấy, rất là đẹp luôn. Và cái ti bật này, cái ti bật ở cái kính này nó rất là chắc chắn. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Rất là chắc chắn luôn. Con này quá là chất lượng các bạn. Đấy. Và chẳng tội gì các bác mua hàng đắt cả. Các bác cứ lấy cái hàng thanh lý, hàng siêu này thì giá rất là rẻ rồi các bác nhá. Con này Rolex mà hàng rất là đẳng cấp luôn. Đấy, các bác thấy chưa? Họ rất là ok nhá. Con này các bác lên giúp em là mã Rolex thanh lý, em gửi tới cho các bác. Đây là một cái hàng thanh lý nhá, em sẽ thanh lý cho các bác. Con này thì chắc là em chỉ còn đâu đấy là 2-3 con thôi, về được số lượng rất là ít. Đây là mình phải đấu giá bên đấy luôn ấy. Con này các bác lên giúp em là mã VIP 7. Con này thì đang là mã bao nhiêu nhỉ? Con này các bác lên giúp em là mã VIP 560 nhá. VIP 560, con này nó là hàng thanh lý, hàng thanh lý nhá. Con này cũng đến từ Rolex của Thụy Sĩ luôn ấy các bác nhá, Thụy Sĩ. Con này em gửi tới các bác giá là 760k, 760k thôi các bác nhá. Hàng này em thanh lý cho các bác là còn 760k. Ngoài vừa rồi em giới thiệu cho các bác là một cái gọng vành. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu cho các bác sang một cái dòng gọng khớp nhá. Đây, rất là nhiều các bác cũng thích cái dòng gọng khớp này. Gọng khớp này thì nó sẽ thon gọn mặt hơn của các bác một chút. Đấy, đây này, phía dưới đây là nó sẽ là cước nhá, nó không phải vành bao viền cho các bác. Còn cước này nó rất là đẹp này, em bán số lượng rất là nhiều. Những cái đợt trước là cái hộp gỗ đấy thì khoảng 2,5 triệu, 2,8 triệu. Đấy, đợt này thì về cho các bác một cái hàng thanh lý, hàng lô thanh lý như này, các bác mua với giá rất là hời luôn. Đến từ thương hiệu Rolex các bác nhá, gọng titanium mạ vàng 18k. Con này các bác về các bác cắt cho em cái gọng lão này, gọng cận này, quá là tuyệt vời luôn. Bác nào mà các bác dùng làm kính đi đêm thôi, đi đêm kính không độ, kính bảo hộ chống muỗi, mát để chống bụi, để các bác đi đường xa đi đêm thôi thì các bác dùng con này quá là ok nhá, quá là ok. Chất giọng của nó cũng là titan 100% luôn, siêu nhẹ các bác ạ. Cái dòng titan thì các bác biết rồi, đeo lên nó nhẹ như không đeo luôn các bác nhá. Đây các bác này, titanium G16033. Đấy, ký hiệu Rolex của G16033 này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Rất là đẹp luôn nhá các bác nhé, titanium. Và con này cũng được hoàn toàn sản xuất tại Thụy Sĩ các bác nhé. Made in Swiss này, Rolex Made in Swiss trực tiếp tại Thụy Sĩ luôn. Đệm mũi của nó cũng là Rolex nhá các bác nhé, đệm mũi Rolex này. Đấy, quá là tuyệt vời luôn. Cái hàng này các bác không săn siêu được cái giá rẻ đâu các bác ạ. Đấy, mình phải canh, phải chờ đến cái lúc mà nó sale kịch sàn để là mình vớt được, và số lượng vớt được chỉ còn 1-2 cây thôi các bác nhá. Đây, titanium quá là tuyệt vời luôn. Nếu mà bác nào mà không độ về, các bác lau cho em, lấy các bác cái cồn hay là lấy cái gì các bác lau đi, lau đi là các bác đeo thành không độ, hoặc các bác ra hiệu tiểu kính thuốc các bác cắt cái dòng mắt cận mắt viễn tùy các bác nhá. Đấy, và cái bán cái chất gọng này nó rất là xịn này, không bao giờ hang gì, và cái chất gọng của nó rất là đẹp luôn. Và kiểu dáng của nó sẽ là kiểu dáng tri thức các bác nhé, kiểu dáng tri thức, kiểu dáng trưởng thành trưởng trạc các bác nhé, quá là tuyệt vời luôn. Các bác để ý cho em những cái ông các sếp cấp cao này, các sếp cấp cao hay là
các cái quán cán bộ công nhân viên chức ấy, người ta rất hay đeo những cái dòng kính như này các bạn. Đấy, rất là đẹp luôn nhá các bác nhá. Và hộp của nó đây, hộp của nó cũng đến từ thương hiệu Rolex luôn và có khăn lau Rolex cho các bác nhé. Đấy, khi gửi thì em sẽ gửi nguyên siêu cho các bác như thế này. Đấy, quá là tuyệt vời luôn. Con này các bác lên giúp em là mã VIP 561 nhé. Con này em cũng là hàng thanh lý cho các bác để cho các bác dùng và trải nghiệm. Rất là đẹp luôn này. Con này các bác lên giúp em là vị mã VIP 561. Con này là hàng thanh lý này. Đấy, các bác nhé, cũng đến sản xuất trực tiếp tại Thụy Sĩ cho em. Thụy Sĩ là dòng kính gọng cước nhá. Gọng cước con này em cũng gửi tới các bác giá là 760k các bác nhé, 760k cho các bác để các bác dùng, các bác cảm nhận, các bác thích luôn, các bác rất là ok nhá. Mã tiếp theo em lên cho các bác là một cái dòng kính gọng kính cận, gọng kính Cartier các bác nhé. Đây, em sẽ lên cho các bác và chất gọng của nó rất là gọng titan, gọng titan các bác nhé. Đây em mở ra cho các bác xem này, siêu đẹp luôn các bác nhé, siêu đẹp các bạn. Hộp của nó sẽ là hộp Cartier chính hãng như thế này. Đấy các bác này, rất là đẹp luôn. Các bác nhìn cho em cái gọng này, gọng nó khuyên rất là ok nhá, gọng rất là đẹp này. Và gọng của nó sẽ là dạng gọng cước các bác nhé, dạng gọng cước này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa, dạng gọng cước và gọng của nó sẽ là 100% là titan các bác nhé, 100% là titan. Bác nào có vấn đề về mắt như là bị cận, bị lão, bị viễn thì các bác có thể mua cho em cái dòng kính này để các bác thay mắt này. Đấy, thay mắt. Và hoặc là bác nào mà không bị vấn đề về mắt thì các bác có thể dùng cái kính này làm kính bảo hộ, các bác đi ban đêm thì chống bụi chống nước rất là tốt luôn nhá. Và mắt của nó sẽ là mắt zin theo kính luôn, mắt Cartier thì mắt zin theo kính và chống ánh sáng, chống tiêu UV luôn nhá các bác nhé. Và con kính Cartier này thì được sản xuất trực tiếp tại Made in France, hàng của Pháp các bác nhé, Made in France hàng của Pháp này, rất là xịn sò cho các bác luôn. Và cái chất gọng của nó rất là đẹp nhá, đeo lên các bác, đeo lên nó rất là nhẹ luôn các bác. Và kiểu dáng là kiểu dáng tri thức, kiểu dáng tri thức rất là đẹp nhá. Những cái dòng kính này mà em giới thiệu cho các bác cứ đi ra những cái hiệu kính thuốc ấy, các bác hỏi giá trị xem là người ta bảo bao nhiêu tiền, nó quá là rẻ luôn các bác nhá, nó quá là rẻ luôn rồi. Đấy, em báo giá cho các bác. Và cái hàng này thì được shop em săn siêu ở bên Nhật về các bác nhá, thì mới có giá như thế thôi. Rất là đẹp luôn này, gọng của nó sẽ là gọng cước, dáng kiểu dáng là kiểu dáng tri thức nhá, rất là đẹp. Và gọng của nó sẽ là gọng khuyên, và khi gửi thì em sẽ gửi nguyên siêu nguyên hộp này cho các bác này, đẹp chưa, quá là tuyệt vời nhá, đến từ thương hiệu Cartier. Con này thì các bác lên giúp em là mã 782 các bác nhé, mã 782. Chất gọng của nó sẽ là gọng titan 100% và mạ vàng cho các bác nhé. Đấy, các bác lên giúp em là mã VIP 782 này, VIP 782 em gửi tới cho các bác giá là 850k nhá các bác nhá, 850k rất là đẹp luôn. Mã tiếp theo em lên cho các bác hôm nay em cũng mới về được là mã một cái mã kính đến từ thương hiệu Zecker các bác nhá, một cái thương hiệu Zecker. Con này thì có vỏ da cho các bác, nó sẽ đi kèm cho các bác một cái vỏ da các bác nhá, cái túi đựng kính của nó sẽ như một cái ví như này. Đấy, khi các bác để vào trong đây, đấy, khi đựng kính các bác để vào trong đây cho em. Đấy, hàng nguyên zin nguyên hộp cho các bác nhé, đến từ thương hiệu Zecker này. Đấy, em sẽ mở siêu cho các bác luôn. Hàng này thì hàng được đấu giá trực tiếp tại bên Nhật, và chất gọng của nó sẽ là gọng titan mạ vàng nhé, titan mạ vàng 18k. Các bác nhìn cho em đẹp chưa? Đấy, gọng của nó titan 100% từ đầu đến đuôi luôn. Và hôm nay em về kiểu dáng cho các bác là một kiểu dáng mắt chéo nhá, mắt chéo này, titan mạ vàng xung quanh luôn, và màu mắt sẽ là màu khói các bác nhé, rất là sang luôn, dáng mắt phi công, dáng mắt phi công. Các bác để ý cho em cái hộp của nó cũng đã rất là chất lượng này các bác này. Đấy, hộp của nó cũng rất là chất lượng. Và cái ví da, ví đựng kính của nó như một cái ví da luôn nhưng đến từ thương hiệu Zecker. Và nó có cái khăn lau của hãng luôn nhá các bác nhá. Đấy, con này thì được 100% làm bằng chất liệu titan, các bác nhìn cho em cái chất gọng này. Đấy, titan 100% luôn, và gọng khuyên đến đầu, từ đầu đến cuối luôn nhá. Đấy, chất liệu đeo rất là mạnh, cái gọng kính nào mà càng mạnh thì nó càng đẹp các bác, càng đẹp càng sang. Đấy, mắt của nó sẽ là màu mắt khói như thế này các bác nhá, quá là đỉnh cao luôn. Và chiều ngang của nó sẽ là 14 nhá, con này là 14 và hàng sản xuất trực tiếp tại Made in Italy luôn các bác nhá, sản xuất trực tiếp tại Made in Italy này. Đấy, các bác để ý cho em, rất là đẹp nhá, hàng cao cấp luôn các bác ạ. Các bác
đeo những cái dòng kính gọng titan này nó rất là nhẹ. Và các bác biết rồi, chất liệu titan là một cái chất liệu vô cùng quý hiếm, chất liệu nhôm máy bay đấy, đấy hay là gọi là nhôm máy bay, một cái chất liệu chuyên sản xuất máy bay, quá là cao cấp và đắt tiền luôn các bạn, rất là xịn sò nhé. Mắt của nó sẽ là dòng mắt khói. Mắt khói này thì các bác đeo lên rất là sang luôn. Chiều ngang của em này sẽ là 14 nhé. Đấy, thương hiệu Zegro, một cái dòng kính quá là nổi tiếng cho các bác luôn. Con này thì các bác lên giúp em là mã 783 nhé. Mã VIP 783 cho em. Con này các bác lên giúp em là mã VIP 783, dòng mắt chéo nhé. VIP 783, con này sẽ là titan chéo nhé. Titan chéo này. Đấy, con này chéo khói, con này em gửi tới cho các bác giá là 1,3 triệu các bác nhé. 1,3 triệu cái dòng này các bác mua ở bên ngoài hoặc những cái hiệu kính bên ngoài, nói chung là hiệu kính bên ngoài chưa chắc đã có các bác ạ. Nếu mà có thì cũng phải rơi cho các bác khoảng 3 triệu đến 5 triệu các bác nhé, 3 triệu đến 5 triệu. Đấy, con này thì được săn sale giảm giá và không có nhiều, mỗi mẫu chỉ có 1-2 mẫu thôi, 1-2 con thôi. Thì các bác lên giúp em là mã VIP 783 nhé, em gửi tới cho các bác giá là 1,3 triệu các bác nhé. Vâng, hôm nay thì em về được cho các bác là hai cái sản phẩm đấu giá các bác nhé, hai cái hộp kính Rolex đấu giá này rất là đẹp luôn. Hộp sẽ là hộp gỗ như này nhá các bác nhé, hộp sẽ là hộp gỗ này, bên trong đây bao gồm cho các bác là một cái kính chất gọng là chất gọng titan rất là đẹp luôn và một cây bút nhá. Hộp sẽ như này thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác, đây là một cái hàng đấu giá rất là đỉnh cao luôn các bác nhé. Đây, bên trong thì sẽ bao gồm cho các bác một cây viết này, một cái cây viết đến từ thương hiệu Rolex nhé các bác nhé. Cây viết này thì cái hộp này thì các bác có thể là làm quà tặng này, hoặc là các bác về các bác dùng đeo làm đồ sưu tầm rất là ok. Đây, thương hiệu Rolex dập chìm hết ở trên hộp kính luôn. Và cái bút này thì nó là dòng bút bi nhé, các bác có thể dùng để ký này, dùng để làm quà tặng cho sếp, hay là các bác dùng đeo để dùng ký những cái công việc quan trọng mà các bác dùng các bác viết lách rất là ok. Đây sẽ bao gồm cho các bác thêm một cái nữa, nó là một cái hộp kính này và thẻ Rolex các bác nhé, thẻ Rolex và khăn lau Rolex rất là xịn sò luôn. Và cái sản phẩm này là cái sản phẩm đấu giá nên là nó rất là chất lượng các bác, thì em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết cái kính này nhá. Hộp kính của nó sẽ là kính Rolex các bác nhé, đây hộp của nó rất là xịn sò như này. Đấy, và cái hàng này thì nó là hàng mới chưa qua sử dụng các bác nhé, chưa qua sử dụng. Chất gọng của nó sẽ là chất gọng titan 100% các bác nhé, chất gọng titan. Đấy, các bác nhìn thấy chưa, rất là chất lượng luôn. Và các bác cầm cái kính lên nó rất là nhẹ nhẹ nhé các bác nhé. Đây, em sẽ đi vào chi tiết cho các bác. Đấy, và cái con kính này thì chất gọng của nó sẽ là gọng titan 100% các bác nhé, gọng titan 100% này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa, và được mạ vàng 18K, mạ vàng thật 18K nhé, thương hiệu Rolex này, 18K titanium Rolex đây các bác nhé. Và cái gọng của nó, các bác để ý xem cái gọng này, gọng của nó sẽ là càng đồi mồi như thế này. Đấy, càng bọc đồi mồi như thế này rất là đẹp, vân như kiểu vân ngọc trai rất là ok nhé. Đây, ký hiệu Rolex các bác nhìn thấy chưa, ký hiệu Rolex này. Và con này thì được sản xuất đây các bác nhìn cho em nhé, thương hiệu Rolex này và mạ vàng 18K các bác nhé, mạ vàng 18K, chất liệu là titanium. Chất liệu titan là các bác biết rồi, một cái chất liệu rất là quý hiếm luôn. Và cái kính này thì nó quá là đẹp các bạn, kiểu dáng tri thức các bác nhé, kiểu dáng tri thức này, quá là ok chưa. Đấy, các bác nhìn thấy cái kính rất là đẹp nhé. Những cái dòng kính này thì các bác đeo lên nó rất là đẹp luôn, siêu nhẹ, các bác đeo như không đeo luôn. Và mạ vàng cho các bác 18K luôn nhé. Và con này thì được sản xuất trực tiếp tại Made in Italy này các bác này. Đấy, Rolex Made in Italy rất là đẳng cấp luôn, các bác nhìn thấy không. Và cái đệm mũi của nó cũng có Rolex nhé các bác nhé, nên là các bác yên tâm một điều như thế. Nếu mà các bác mua đập hộp, các bác mua đập hộp sách tay, các bác không săn được sale thì giá con này khoảng 18 triệu đến khoảng 12 triệu các bác nhé, 18 đến 12 triệu luôn. Đấy, rất là đỉnh cao luôn. Và cái dòng mắt này thì nó là dòng mắt không độ các bác nhé, dòng mắt không độ. Các bác nào mà bị vấn đề về mắt như là bị cận thị, bị loạn hay là bị viễn ấy, thì các bác về các bác thay tròng mắt cho em, thay tròng mắt thành mắt cận, mắt lá, mắt viễn rất là ok. Các bác để ý cho em những cái các quan chức nhà nước rất là hay đeo những cái dòng kính như thế này, quá là chất lượng luôn các bác nhé, đỉnh cao luôn. Còn bác nào mà ví dụ các bác không bị vấn đề về mắt, các bác có thể đeo làm không độ như này, chống bụi chống muỗi rất là điện đẹp luôn. Và cái quan trọng là cái chất kính của nó rất là nhẹ nhá. Đấy, cái dòng kính xịn nên là rất là phải nhẹ nhàng các bác, rất là đẹp luôn này. Đấy,
quá là đỉnh cao luôn các bác nhé, rất là chất lượng luôn. Đấy, các bác nhìn thấy không, rất là đẹp luôn, rất là đẹp các bạn, cái mẫu kính này. Và hôm nay thì em lên cho các bác một cái mã kính này, các bác lên giúp em là mã kính Rolex vành. Cái con này là vành nhá, lòng vành này. Đấy, bao bọc cho các bác là một cái lớp, một cái chất gọng titan siêu nhẹ bên ngoài. Chất liệu titan thì các bác biết rồi, siêu quý hiếm luôn. Một cái chất liệu chuyên để làm máy bay các bác nhá, quá là đỉnh cao luôn. Thì con này các bác lên giúp em là mã VIP, mã siêu VIP nhá. Con này thì nó là dòng siêu VIP rồi các bác nhá. Đấy, hộp gỗ cho các bác như thế này, hộp gỗ này. Và bên đằng sau đây là bọc nhung hết nhá, bọc bằng nhung hết luôn. Đấy thì con này các bác lên giúp em là mã VIP này. Mã con này là có hàng siêu VIP rồi nhá. Mã VIP 9920. Con này các bác lên giúp em là mã VIP 920. Con này là Rolex Titan các bác nhá, Titan cao cấp luôn ấy. Cao cấp. Con này em hôm nay thì em thanh lý cho các bác từ 3,6 triệu, hôm nay em sẽ giảm xuống cho các bác là còn 2,4 triệu các bác nhé, 2,4 triệu, giá rất là rẻ luôn. Nói chung là các bác mà ví dụ các bác mua làm quà tặng thì nó rất là chất lượng các bạn. Các bác tặng ví dụ 5-10 triệu chắc gì sếp của các bác đã thích mà các bác tặng cho các bác một cái hộp kính như thế này, rất là đỉnh cao luôn các bác nhé. Đấy, quá là chất lượng. Và cái dòng kính này thì quá là ok luôn, hàng đấu giá không có nhiều các bạn, hàng đấu giá đấy, rất là xịn sò luôn. Các bác để ý cho em kể cả cái hộp nhé, cái hộp nó cũng rất là đẹp luôn ấy, chứ không phải là như thế nào đâu, quá là đỉnh cao, cao cấp luôn. Cái dòng như này thì các bác làm quà tặng hay là các bác làm đồ sưu tầm, các bác để trên bàn làm việc thì quá là chất lượng luôn các bác nhé. Rồi cái mã kính tiếp theo thì em lên cho các bác là cũng là một dòng kính Rolex các bác nhé, nhưng mà cái mắt này thì nó là mắt dâm. Hôm nay em về được hai mã em giới thiệu đến cho các bác. Cái hộp của nó rất là chất lượng này các bác này. Đấy, cái hộp của rất là chất lượng luôn các bác nhé. Và cũng đi kèm cho các bác là một cái cây bút, cây viết đến từ thương hiệu Rolex như thế này. Đấy, các bác có thể dùng làm ký này, làm viết rất là ok. Một cái dòng bút bi cao cấp nhé, bút bi cao cấp của Rolex. Đây em sẽ mở cho các bác xem. Đấy, cái ruột của nó rất là xịn sò này. Đấy, các bác nhìn thấy không, ruột bọc thép luôn, quá là chất lượng. Đấy, các bác dùng các bác làm ký những công việc quan trọng, giấy tờ quan trọng, rất là ok. Và đi kèm với đấy sẽ là một cái hộp kính nhá các bác nhé, hộp kính mang thương hiệu Rolex này, và một thẻ Rolex, và một căn bao Rolex. Và cái chất gọng của nó hoàn toàn là chất gọng titan cao cấp nhé. Đây, hôm nay thì em về được cho các bác một cái dòng mắt khác. Nó là một cái gọng của nó sẽ là màu sẽ là màu titan tự nhiên các bác nhé. Màu gọng của nó sẽ là màu xám, màu hơi xám trắng, màu titan tự nhiên, rất là đẹp này. Đấy, đấy, các rất là ok luôn. Đấy, ok nhá. Và mắt của nó sẽ là mắt vuông như thế này. Đấy, cắt góc rất là táo bạo luôn này. Các bác này nó không phải là vuông hẳn mà nó kiểu là vuông chéo chéo như thế này, rất là đẹp nhá. Hai cầu cho các bác là, và màu mắt sẽ là màu mắt khói này. Các bác này, màu mắt sẽ là màu mắt khói. Các bác hình dung lên là khuôn mặt của các bác mà đeo cái dòng kính này thì nó rất là chất lượng, rất là đẹp luôn. Rất là phong cách các bác nhá. Và đỉnh cao của nó là chất lượng kính của nó rất là tốt. Và cái gọng của nó sẽ là gọng khuyên như này các bác nhé, gọng khuyên này, Rolex này, các bác nhìn thấy chưa, gọng của nó rất là gọng tăm nhẹ nhàng. Các bác để ý cho em những cái kính đẹp này thì gọng của nó rất là thanh mảnh như thế này các bác nhé, thanh mảnh luôn. Và cái đằng sau này, cái càng của nó cũng là càng đồi mồi, càng vân rất là đẹp luôn các bác nhé, càng vân, càng của nó hơi vân vân một chút này, rất là ok. Và ký hiệu Rolex ở trên đây, Rolex, thương hiệu Rolex dập chìm trên kính. Và con mắt này thì nó là dòng chống ánh sáng xanh các bác nhìn cho em nhé. Sang đây là mắt dâm này, bên trong đây thì nó là có một lớp tráng gương để chống tia UV, chống ánh sáng xanh cho các bác, rất là đẹp luôn nhé. Và con này thì là chất liệu titan 100% titanium và mạ vàng 18k các bác nhé, mạ vàng 18k cho các bác. Và cái màu này của nó sẽ là màu cái màu này của nó sẽ là màu titan tự nhiên các bác nhé, màu titan tự nhiên rất là đẹp luôn này các bác này. Đấy, dòng kính dâm này các bác đeo những cái dịp như là các bác đi lễ hội, lễ chùa này, đấy, hoặc là dịp Tết này, dịp Noel các bác đeo lên rất là đẹp nhá. Và đặc biệt là những cái bác nào mà lái xe đường dài, lái xe đường dài thì các bác đeo những kính nó rất là mỏi thì các bác sắm cho em những cái kính chất lượng như thế này. Đấy, các bác dùng mấy năm mà giá trị của nó đem lại rất là ok nhá. Các bác đeo lên nó không bị mỏi mắt này, không bị nặng mắt,
nó rất là nhẹ luôn, và cái chất liệu titan thì siêu là quý hiếm luôn. Hộp đựng sẽ là hộp gỗ như này cho các bác nhé, rất là xịn sò cho các bác luôn, quá là đẹp các bạn. Một cái gọng kính rất là chất lượng cho các bác như thế này đấy. Thì con này các bác nên giúp em là mã VIP 921 nhé. Con này em chỉ còn một con duy nhất thôi. Các bác có thể mua về là các bác đeo hoặc các bác làm quà tặng cho anh chị em bạn bè của mình hoặc là các sếp nhé. Đấy, các bác biếu, ví dụ các bác biếu sếp 5 triệu, 10 triệu thì chưa chắc các sếp của các bác đã thích và các bác tặng cho em cái, tặng cho sếp một cái kính như này đâu. Rất là xịn sò luôn các bác nhé. Con này các bác nên giúp em là mã VIP 921. Con này nó là dòng siêu cao cấp rồi các bác nhé. Siêu cao cấp, mắt của nó sẽ là mắt khói này, gọng vuông. Gọng vuông và chất gọng của nó sẽ là màu titan tự nhiên, nó không phải là màu vàng mà nó là màu titan tự nhiên. Rất là đẹp luôn nhá. Con này thì em cũng thanh lý cho các bác. Đang là 3,8 triệu. Con này nó em đấu giá cao hơn một chút thì em sẽ thanh lý cho các bác giá cũng là khoảng 2,4 triệu các bác nhá. 2,4 triệu cho các bác. Quá là rẻ luôn các bác ạ, quá là rẻ đấy. Đợt đầu thì nó về số lượng ít giỏ giọt, nhưng mà đợt này thì nó dễ dàng hơn, vận chuyển nó cũng dễ dàng hơn, đấu giá thì nó cũng nhẹ nhàng hơn nên là giá nó sẽ rẻ hơn các bác nhé. Quá là đẹp luôn đấy các bác. Hai mã này các bác nhớ để cho em nhé, dùng rất là xịn sò, siêu sang, siêu đẹp luôn. Tiếp theo hôm nay thì em về được cho các bác một cái dòng kính Chobac các bác nhé. Dòng kính Chobac này, con này thì cũng là gọng titan, gọng tin nhật titan, và hộp của nó sẽ là có khăn lau cho các bác này, khăn lau Chobac này, thẻ Chobac rất là xịn sò luôn. Đấy em sẽ đi vào chi tiết luôn nhá. Cái hộp Chobac này rất là đẹp luôn nhá. Con này thì là dòng gọng cước các bạn, gọng cước chứ không phải là gọng vành. Đấy, cước này đến từ thương hiệu Chiêu Chobac và nó là hoàn toàn bằng titanium các bác nhá. Titanium, chất gọng của nó rất là đẹp luôn, siêu nhẹ luôn, các bác đeo thì không bao giờ cảm giác mỏi tai hay là đau mũi cả. Thương hiệu Chobac gập dập chìm trên kính luôn các bác nhé, gọng cước. Và con này thì là hàng của Nhật, made in Japan các bác nhé, hàng của Nhật đấy. Con này là hàng của Nhật, made in Japan này, rất là đẹp luôn các bác nhìn thấy chưa đấy, quá là tuyệt vời cho một con kính này luôn. Con này thì có chiều ngang là 14 nhá. Cái dòng mắt này thì nó là một dòng mắt chống ánh sáng xanh, chống tia UV này đấy, chống ánh sáng xanh, chống tia UV. Thì các bác nào mà dùng cái dòng kính trong này thì các bác có thể dùng, hoặc các bác có thể dùng để đi thay mắt cận, mắt não, mắt miễn nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Con này thì các bác nên giúp em là mã VIP 979 nhá các bác nhá. Các bác nên giúp em là mã VIP 979 các bác nha. VIP 979 này, 979. Con này em gửi tới các bác giá là 830k nhá các bác nhá. Con này của Nhật các bác nhá, các bác nhớ con này của Nhật nhá. Con này em cũng chỉ còn hai con duy nhất thôi, hộp đựng Chobac cho các bác luôn đấy. Các bác có thể mua về làm quà tặng các thứ rất là đẹp nhá. Đấy, những bác nào lớn tuổi thì các bác cần cái dòng kính lão kính viện thì các bác có thể mua, kính viễn thì các bác có thể mua cái gọng này các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác một cái dòng kính này các bác này. Hôm nay em về được cho các bác một con rất là siêu hot hit luôn, con kính đấu giá các bác nhé, dòng kính đấu giá của Nhật các bạn, đến từ thương hiệu Joker, rất là xịn luôn. Cái hộp của nó sẽ là dáng hộp kéo như thế này đấy các bác nhé, dáng sẽ là dáng hộp kéo như này các bác nhìn chưa. Cái túi đựng của nó cái kiểu dáng như là cái ví như này đấy, rất là đẹp luôn, hàng vẫn còn mới nhá, hàng đấu giá luôn, thương hiệu Joker. Các bác nhìn cho em cái chất rất là đẹp luôn đấy, em sẽ bóc siêu cho các bác xem nhá. Đấy, rất là đẹp các bạn. Chất gọng của nó sẽ là chất gọng titan thuần nhá, titan thuần cho các bác luôn. Các bác nhìn cho em cái gọng này, gọng khuyên rất là đẹp luôn nhá các bác nhá, gọng khuyên này đấy. Kiểu dáng của nó thì số 1 luôn, không ai là số 2 được các bác nhá, quá là tuyệt vời. Và dáng gọng, dáng mắt của nó sẽ là mắt vuông các bạn. Đấy, con này thì em phải cẩn thận tại vì nó là titan, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, các bác nhìn cho em cái gọng này đấy, quá là đẹp luôn, thương hiệu Joker dập trên mắt kính nhá, thương hiệu Joker dập trên mắt kính. Và con này thì hàng của Ý nhá các bác nhá, made in Japan này đấy, à made in Italy, hàng của Ý, made in Italy, rất là đẹp luôn. Và phía sau cho các bác này, đồi mồi phía sau cho các bác là cái gọng đồi mồi, cái đúng nồi mồi rất là đẹp, và đặc biệt là titan mạ vàng luôn các bác nhá, titan mạ vàng, mắt của nó là mắt dâm, mắt vuông, đeo rất là nam tính, rất là đẹp luôn. Nói chung con này thì hiếm lắm các bạn, quá là hiếm luôn, con này hiếm cực kỳ, và nó là chất gọng titan siêu nhẹ luôn nhá các bác nhá, thương hiệu Joker dập trên mũi đây
Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Titan nhẹ cực kỳ luôn, rất là đẹp. Và đặc biệt cho em nhìn xem cái ví, cái hộp của nó cũng rất là khác lạ, rất là độc lạ này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Con này thì có chiều ngang nhé, em sẽ đo cho các bác xem này. Con này chiều ngang của nó là 14,2 các bác nhé, chiều ngang là 14,2. Mắt của nó sẽ là màu khói này, màu khói mắt vuông. Quá là đẹp luôn. Con này thì em chỉ về được 2 con thôi và hàng đấu giá bên Nhật luôn nhá, được em trực tiếp đấu giá và tuyển chọn luôn. Các bác nhá, hàng đấu giá bên Nhật luôn đấy. Rất là đẹp luôn, các bác nhìn cho em cái ví này. Đấy. Quá là chất lượng luôn. Con này mà các bác mua ở bên ngoài thì phải khoảng là 3,2 triệu, 3,2 triệu, 3,6 triệu thương hiệu Jogger này. Và quá là đẹp các bác nhá. Nói chung là không có từ nào để chê được. Con này các bác lên giúp em là mã VIP 990 nhá các bác nhá. Các bác lên giúp em là mã VIP 990 cho em. Thương hiệu Jogger Titan nhá, Titan thuần nhẹ luôn, rất là đẹp nhá. Đấy, con này các bác lên giúp em gửi tới các bác giá là 1,3 triệu các bác nhá. 1,3 triệu rất là đẹp luôn này. Đấy, không có nhiều các bác, không có nhiều luôn. Đấy, tiếp theo thì em lên cho các bác một cái dòng kính Cartier nhá. Cartier kính hộp đây, hàng nguyên siêu nguyên hộp gửi đến cho các bác, rất là đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn cho em chưa? Đấy, còn chưa có bóc tem, bóc giấy bóng ra đây. Ui dồi, con này quá là đẹp luôn. Chất gọng này, các bác nhìn cho em cái chất gọng nhá. Chất gọng thì phải nói là quá là đẹp, tuyệt vời luôn. Gọng titan bọc gỗ, các bác nhá. Gọng titan bọc gỗ luôn, rất là đẹp. Thương hiệu Cartier khắc trên gỗ này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Titan mảnh khảnh luôn. Con này thì nó là màu mắt khói các bác nhá. Màu mắt khói trên đậm dưới nhạt này. Trên đậm dưới nhạt rất là đẹp luôn các bác nhá. Titan bên ngoài bọc vàng cho các bác. Bên ngoài bọc vàng cho các bác luôn. Thương hiệu Cartier dập chìm trên kính. Ở phía trên đây Cartier. Và con này được sản xuất trực tiếp tại Ý nhá. Made in Italy. Quá là đẹp luôn các bác nhá. Siêu đẳng cấp. Đấy, hàng nguyên siêu nguyên hộp nhá. Khăn lau, túi đựng các thứ, thẻ bảo hành các thứ đầy đủ hết các bác nhá. Con này các bác lên giúp em là mã VIP 991 các bác nhá. Con này các bác lên giúp em là mã VIP 991 cho em. Đấy, VIP này 991 em gửi tới các bác giá là 880k nhá. Đấy, 880k. Rất là đẹp, con Cartier của Ý. Quá là chất lượng luôn nhá. Hôm nay thì em về được cho các bác một cái dòng kính Gucci. Đây, dòng kính Gucci. Con này em giới thiệu cho các bác luôn. Đấy, dòng kính Gucci. Con này thì hộp của nó sẽ là hộp nhung như này các bác nhá. Đấy, hộp nhung, chất gọng của nó sẽ là cũng là chất gọng titan. Các bác nhìn cho em cái gọng này. Đấy, bên ngoài bọc vàng nhá. Và cái đệm đây là đệm Gucci này. Đấy, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng Gucci các bác biết rồi. Và con này cũng được sản xuất trực tiếp tại Ý nhá. Gucci made in Italy. Mắt con này sẽ là dòng mắt chéo nhá. Dòng mắt chéo các bác nhá, trên đậm dưới nhạt này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Quá là tuyệt vời. Và nó có cái cách hiệu đây là khắc khắc ở đây này. Đấy, thương hiệu Gucci đây. Các bác nhìn cho em cái chất gọng nhá. Gọng 10 điểm luôn. 10 điểm không có nhưng các bác nhá. Quá là tuyệt vời luôn. Đấy, con này các bác nhanh tay chốt cho em con này. Đấy, hàng rất là đẹp luôn nhá. Con này có chiều ngang là 14 các bác nhá. Dòng mắt chéo, mắt phi công. Hộp quá là đẹp luôn này. Đấy, bác nào mà thích cái dòng mắt chéo này thì các bác alo cho em. Đấy, con này thì các bác lên giúp em là mã VIP 992 nhá các bác nhá. Mã VIP 992 cho em. Con này các bác lên giúp em là mã VIP 992 các bác nhé. 992. Con này em gửi tới các bác giá là 860k nhá các bác nhé. 860k con này. Tiếp theo thì em cũng lên cho các bác một cái mã Rolex nhưng mà nó là dòng Modern nhé. Dòng mắt Modern rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, hộp của nó sẽ là hộp gỗ nhá các bác nhé. Hộp của nó cũng là hộp gỗ. Và cái bao của nó rất là đẹp này các bác này. Bao của nó sẽ là bao màu xanh. Xanh navy, xanh rất là đẹp luôn các bác nhé. Đến từ thương hiệu Rolex. Nói chung là cái hàng xịn, hàng cao cấp. Các bác nhìn cái vỏ ngoài là các bác cũng đã đoán lên được rồi. Các bác nhé, rất là đẹp luôn. Đấy, con này thì nó là mắt màu, mắt Modern. Màu mắt của nó sẽ là mắt vuông nhé. Mắt vuông chéo như này các bác nhé. Mắt vuông chéo. Chất gọng của nó cũng là chất gọng titan mạ vàng 18K. Và đặc biệt là vành cái gọng của nó sẽ là gọng khuyên như này này. Rất là đẹp luôn. Các bác nhé, gọng sẽ là gọng khuyên. Chất gọng ở đằng sau này như kiểu là đồi mồi ấy, rất là đẹp luôn các bác nhé. Quá là tuyệt vời cho các bác một cái mã kính như thế này. Quá là đẹp luôn các bác nhé. Đấy, thấy chưa, gọng khuyên. Và mạ vàng cho các bác là 18K titanium, siêu nhẹ luôn các bạn. Và cái chồng này thì nó là dòng chống ánh sáng xanh, chống ánh sáng xanh, chống tia UVA, tia UVB nhé các bác nhé. Rất là đẹp luôn này. Đấy,
Và các bác đeo cái mắt này cho em. Đeo cái mắt này thì phải nói là nó rất là sang, rất là đẹp luôn. Các bác nhé, thấy chưa? Các bác nhìn thấy không? Nó rất là sang, rất là đẹp. Mắt của nó là cắt chéo này, cắt chéo táo bạo luôn. Đấy, đang vuông cắt chéo lên như này, rất là đẹp các bác nhé. Đấy, màu mắt vuông, ôm trọn đến mắt cho các bác luôn. Những cái dòng kính này các bác đi ra đường thì mắt rất là dịu, rất là trong. Và nó là hàng cao cấp, siêu nhẹ luôn. Nên là khi mà các bác đeo nó không bao giờ bị sệ mũi này, hay là đau tai, đau cái núm mũi của các bác cả. Rất là đẹp nhé. Và hàng là hoàn toàn là hàng chính hãng luôn. Đấy, con này thì các bác cũng lên cho em là mã VIP 995 nhé. Các bác nhắc con này các bác lên giúp em là mã VIP 995. Cái dòng này thì các bác mà có thể là làm quà tặng thì nói chung là rất là tuyệt vời rồi. 995, cái hàng cao cấp mà. 995, con này thì em cũng gửi tới các bác giá là 2,6 triệu các bác nhé. 2,6 triệu thôi các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Hôm nay thì em sẽ giảm giá cho các bác. Hôm trước thì em đang bán là 2 triệu 8, 2 triệu 7 đấy. 2 triệu 8, 2 triệu 7. Hôm nay thì em còn một con thì em sẽ giảm giá nốt cho các bác nhé. Còn một con thì em sẽ giảm giá nốt cho các bác là 2 triệu 6 các bác nhé. 2 triệu 6 giảm giá cho các bác luôn. Đấy, rất là đẹp luôn. Thương hiệu Rolex nhé. Và cũng đi kèm với các bác là một cái bút để các bác viết, để các bác ký. Rất là đẹp nhé. Đấy, vừa rồi thì em lên cho các bác rất là nhiều những cái mã kính, thì các bác nào mà ưng mã nào thì các bác có thể chụp ảnh màn hình và gửi qua Zalo cho em trên số điện thoại em ghi trên màn hình 0977859099 nhé, để được em tư vấn và chọn size cho các bác rất là đẹp. Và bên cạnh đó thì các bác đừng quên cho em một cái mã hàng đấu giá nhé. Hàng đấu giá này siêu rẻ, siêu chất lượng luôn. Gọng của nó cũng là gọng titan mà giá của nó rất là hợp lý nhé, chỉ có 1,3 triệu thôi. 1,3 triệu là các bác đã sở hữu ngay một cái em kính rất là chất lượng như thế này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa, siêu đẹp luôn. Đấy các bác nhá. Thì hôm nay thì em xin giới thiệu đến cho các bác là những cái mẫu áo da mà em mới về được các bác nhé. Đặc biệt là cái mẫu đầu tiên hôm nay em muốn giới thiệu đến cho các bác là một cái mẫu trần vai, áo da trần vai kiểu dáng biker, rất là trẻ trung và rất là đẹp luôn các bác nhé. Rất là đẹp các bạn. Và em có hai màu, đó là màu bò cháy này, màu bò cháy và màu đen, đen tuyền cho các bác lựa chọn luôn. Thì em sẽ đi vào chi tiết luôn nhé các bác nhé. Và mỗi mẫu chỉ còn 1-2 size thôi. Đấy, mỗi mẫu chỉ còn 1-2 size, số lượng còn rất là ít luôn. Đầu mùa các bác đặt rất là nhiều. Đấy, thì em sẽ đi vào chi tiết. Đầu tiên thì em xin giới thiệu một cái mẫu mới mà em mới về, màu đen nhé các bác nhé. Màu này thì nó sẽ là màu đen, đen tuyền các bạn, màu đen tuyền, da bò, chất liệu là da bò hạt này, siêu mềm luôn các bác nhé, mềm mướt luôn các bạn, mặc lên rất là thích. Và cách điệu là tay là có khóa này, các bác nào mà thích rộng rãi ở cái cổ tay thì các bác có thể kéo lên, còn không thì các bác có thể kéo xuống nhé. Đấy, khóa rất là trơn tru luôn, khóa rất là trơn tru và toàn bộ là khóa đồng và cúc đồng. Toàn bộ là khóa đồng và cúc đồng nhé. Và cái kiểu dáng áo này thì nó là dáng áo cổ trụ các bác nhé, dáng áo cổ trụ này. Đấy, nó có cái khuy bấm ở đây, khi nào mà ví dụ các bác lạnh, trời lạnh thì các bác kéo kín lên và các bác cài khuy này sang bên này. Đấy, luồn cái dây này kéo đây, xong cả thắt nút vào đây. Đấy, rất là đẹp nhá. Đấy, có hai túi ngực hai bên này, hai túi ngực hai bên, túi ngực cũng rất là mượt mà luôn, khóa kéo cũng rất là trơn tru mượt mà các bác nhé. Và kiểu dáng là trên vai thì là trần chám, trần hình quả chám cho các bác, rất là đẹp luôn các bạn. Đây em sẽ cho các bác xem. Đấy, trên vai là trần hình quả chám này, rất là đẹp nhá các bác nhá, rất là đẹp luôn. Đấy các bác nhìn cho em, siêu đẹp luôn. Nói chung là cái màu đen này thì các bác rất là dễ kết hợp quần áo này. Đấy, những cái mẫu áo da bên em thì các bác được bảo hành 10 năm các bác nhé, được bảo hành 10 năm về da. Em sẽ cho các bác đi vào chi tiết luôn này. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn. Đây em sẽ mở ra cho các bác trong bên xem bên trong nhé. Và hàng sản xuất trực tiếp tại Ý nhé các bác nhé. Con này là size XL, size XL lót vải bên trong này. Đấy, lót bên trong là một cái lớp gió, lớp gió rất là đẹp luôn. Bên này thì có thêm cho các bác một cái túi bé ở bên này, các bác có thể đựng ví tiền này, đựng đồ hay chìa khóa ở bên trong. Và có một cái miếng da thử để cho các bác thử nhá. Đây, da lộn đây. Đấy, da để may lên một cái chiếc áo này như này. Đấy, da lộn. Và hàng hoàn toàn sản xuất trực tiếp tại Made in Italy này các bác này. Đấy, Made in Italy, rất là đẹp luôn. Đấy, những cái bác nào mà đã đặt áo da bên em rồi thì các bác biết rồi, da rất là mềm, rất là đẹp nhá các bác nhá. Da rất là mềm, rất là đẹp. Và các bác mặc lên form thì nói chung là form thì quá là tuyệt vời rồi. Đấy, có những bác đặt áo da bên em và mua, cứ đặt cái này các bác nhận đẹp quá, các bác lại chọn màu khác. Đấy, ba cái để thay đổi luôn. Đấy, em rất là cảm ơn các bác đã ủng hộ em.
siêu đẹp luôn các bác nhá. Đây là em quay thôi, em quay mà các bác nhìn còn đẹp như này, nhưng mà khi mà các bác cầm lên tay ấy rất là đẹp luôn, nhìn bên ngoài nó còn đẹp hơn trong video rất là nhiều các bác nhá, chứ không phải là video quay như này nhận hàng khác không, bên ngoài nhận nhìn bên ngoài thì nó còn đẹp gấp mấy lần luôn các bác nhá. Chất da thì là chất da bò mềm, siêu mềm cho các bác luôn. Đây các bác nhìn tay em, mềm mướt. Và riêng những cái dòng áo da thì các bác chỉ cần mặc khoác thôi, mặc khoác, mặc một cái áo mỏng ở bên trong để các bác khoác thôi nhá. Khoác thì rất là ấm, cản gió rất là ấm này. Đấy, có túi chéo cho các bác. Và dự báo là năm nay là rất là lạnh đấy các bạn, nên là các bác tranh thủ mua nhá, tranh thủ mua cái áo, những cái áo da này để các bác mặc trong cái mùa đông năm nay. Thì sợ là trong cái thời gian mà vào mùa thì giá thì sẽ là lên các bác nhá. Rất là đẹp luôn này các bác này. Đấy, các bác đừng so sánh bên nào rẻ hơn, bên nào đắt hơn, và các bác chỉ các bác nhận hàng thì các bác mới biết được chất da như nào các bác nhá. Chất da rất là đẹp luôn, tiền nào của đấy các bác, rất là đẹp các bác nhá. Mềm mượt này, đấy, siêu mướt luôn. Đấy, hai lớp cho các bác lựa chọn nhá. Đây em sẽ cho các bác xem ở đằng sau đây. Đấy, đằng sau thì trông rất là khỏe khoắn nam tính luôn này. Đấy, có hai cái đai nhá, có hai cái đai đằng sau cho các bác này. Đấy, đằng sau đây. Nói chung là những cái áo da kiểu dáng này các bác khoác lên thì nói chung là rất là đẹp. Đằng sau đây, ở đây nó có một cái vết bẩn này. Đấy, vết bẩn do nền nhà của nhà em. Đấy, rất là đẹp luôn nhá các bác nhá, trần vai đằng sau. Nói chung là các bác nên chốt cho em một cái mẫu áo da như thế này. Các bác mua là một năm, các bác mua một năm mà các bác được sử dụng này, được sử dụng, được bảo hành cho các bác trong vòng 10 năm luôn thì các bác không tội gì mà không mua nhá các bác nhá. Và riêng cái dòng áo da thì các bác mặc năm nào qua năm khác thì nó cũng vẫn thế. Đấy, một cái mẫu như một cái áo mẫu da cổ trụ nhá, bán 10 năm rồi mẫu vẫn hot, vẫn mới như thế luôn. Đấy, năm nào nó cũng sản xuất mẫu như thế, nên là các bác mua sớm, sử dụng sớm nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy, con này thì các bác lên giúp em là mã số 9, mẫu áo da số 9 màu đen, trần quả chám, thì các bác chỉ lên giúp em là mã số 9 nhá. Em gửi tới các bác giá là 2,1 triệu một cái, 2,1 triệu một cái, bảo hành cho các bác 10 năm. Những cái dòng áo da này thì chỉ các bác sử dụng một thời gian, các bác đi quét si, ví dụ một năm một các bác đi bảo dưỡng quét si là nó lại như mới luôn, thơm tho như mới, rất là đẹp nhá. Đấy, các bác lên giúp em là mã số 9, em gửi tới các bác giá là 2,1 triệu một cái nhá. Tiếp bên này thì em sẽ giới thiệu cho các bác là một cái mẫu áo da cũng là trần vai quả chám, nhưng mà màu nó sẽ là màu bò loang, màu bò cháy nhá, rất là đẹp luôn. Và cái màu này thì nói chung là các bác nên mua, tại vì là một cái màu rất là độc, rất là lạ luôn các bác. Và em là em thích cái màu này nhất, màu bò cháy, bán cháy hàng luôn. Rất là nhiều các bác là không thích màu đen, không thích màu nâu, nhưng mà lại thích màu bò cháy này. Em thì em thích cái màu bò cháy này các bác này. Đấy, rất là sang trọng, rất là đẹp nhá. Kiểu dáng của nó sẽ là kiểu dáng trần vai quả chám đây này. Đấy, rất là đẹp luôn. Và hai túi chéo nhá, hai túi chéo để cho các bác xỏ tay vào túi trong cái mùa đông lạnh giá, thì các bác xỏ tay vào đây cho rất là ấm này. Đấy, các bác nhìn thấy không? Và tay nhá, tay thì nó sẽ kéo như này để các bác có thể mở rộng này và thu hẹp lại. Đấy, hai túi hai bên trong này. Đấy, rất là đẹp nhá. Và hàng sản xuất trực tiếp tại Italia và bảo hành cho các bác 10 năm luôn các bác nhá. Nói chung là các bác nên sắm cho em cái này. Con này thì em có size M nữa, size M. Đấy các bác, số lượng mỗi size thì còn rất là ít, nên là bác nào ưng mẫu nào thì các bác cho em chiều cao cân nặng là em sẽ tư vấn size cho các bác nhé. Đấy, hình rất là đẹp luôn. Nói chung cái mẫu này thì nói chung là số 1 rồi các bác. Đây, đằng sau em cho các bác xem đằng sau nhé. Đây, đằng sau đây. Đấy, nó cũng có cái trần vai quả chám ở đằng sau và có cái đai ở đây cho các bác này. Trông rất là khỏe khoắn, rất là đẹp luôn. Nói chung cái mẫu này thì không thể chê được các bác nhé. Mẫu này thì không thể chê được luôn. Có những bác là đã đặt bên em cả mấy mẫu rồi, có bao nhiêu mẫu các bác đặt hết luôn, rất là đẹp luôn nhá. Mẫu này các bác lên giúp em là mẫu số 6 nhá. Mẫu số 6 em gửi tới các bác giá là 2,1 triệu, hàng hoàn toàn sản xuất trực tiếp tại Made in Italy các bác nhá. Sản xuất trực tiếp tại Made in Italy luôn, rất là đẹp, nên là các bác an tâm về cái chất lượng luôn. Nói chung là nhận áo da bên em thì các bác thì chỉ có cho điểm 10 thôi, rất là đẹp luôn nhá các bác nhá. Các bác lên giúp em là mã số 6 này, em gửi tới các bác giá là 2,1 triệu, hàng da bò của Ý, mềm mượt luôn các bác nhá, rất là mềm, mềm đẹp luôn. Các bác nhìn cho em cái chất da này, chất da rất là đẹp, bảo hành cho các bác 10 năm luôn các bác nhá. Siêu mềm, siêu đẹp,
Đấy, các bác ngang tay chốt đơn ngay em này, mã số 6 em gửi tới các bác giá là 2 triệu mốt nhá.